Vâng, hello tất cả các bác nhá. Hôm nay bên em xin tiếp tục giới thiệu tới các bác một cái dòng sản phẩm quản lý nguồn chính hãng của dòng AV Pro các bác nhé. Trước đây thì bên em có giới thiệu tới các bác đó là dòng bản 10, và hôm nay thì sẽ là bản Pro 12. Và bản Pro 12 này có gì đặc biệt thì em mời các bác cùng đi hết video để có thể biết được cái sự nâng cấp của cái bản Pro 12 này các bác nhé. Và đây là một cái hộp để đựng bộ quản lý nguồn, model nó là Pro 12 đó. Và ở bên trong thì nhà sản xuất làm rất là cẩn thận, hai đầu xốp hai bên trên dưới cũng đều có các bác nhé, chống sốc để khi các bác vận chuyển nó không ảnh hưởng đến linh kiện bên trong. Đã là dòng hàng công ty chính hãng thì lúc nào người ta cũng cẩn thận đó. Và đây là một cái phiếu hướng dẫn này, đây là một cái phiếu công ty này đó. Cái đặc biệt nữa ở đây một cái sợi dây, lát em sẽ nói để các bác cùng biết luôn. Ở đây thì là phần dây cấp nguồn điện vào các bác nhé. Ok, bây giờ thì nói đến cái đầu tiên, đó là về phần dây cấp nguồn điện vào này. Đó, từ những cái núm nhỏ này thì bên nhà sản xuất cũng làm. Đấy. Các bác muốn sử dụng thì phải rút ra nhé. Đó. Và dây nguồn nó to hơn so với cái bản bản 10 các bác nhé, chịu tải tốt hơn nhé. Đó, bằng ngón tay cái của em luôn này các bác nhé. Nhìn rất là chất luôn ạ, sợi dây. Và em cũng vừa nói cái sợi dây nhỏ nhỏ đó, đó là về phần điều khiển từ xa các bác nhé. Điều khiển từ xa, tại sao em nói điều khiển từ xa thì khi các bác để một cái bộ dàn của các bác ở trong tủ máy này, đó các bác không thể thò tay vào để các bác tắt, thì các bác sử dụng cái sợi dây này, nó dài hơn 1 mét các bác nhé, hơn 1 mét. Các bác thò ra ngoài, đó các bác chỉ ấn bật tắt ở đây thôi. Hoặc là cái bộ dàn của các bác để ở góc này, hoặc là để ở trong tủ mà đóng cửa, đó cửa tủ vào thì các bác có thể sử dụng cái này nhé. Đây em sẽ thử các bác cùng xem luôn nhé. Đó, các bác chỉ việc ấn một cái như thế thôi. Đó, các cái cổng từ 1 cho đến 8 sẽ bật. Đó, các bác nhìn không ạ? Con đẩy em bật ở cổng 5 các bác nhé, bật lên luôn ạ. Ngược lại các bác tắt, các bác cũng chỉ việc ấn một nút thôi. Đó, rất là nhạy các bác nhé. Nâng cấp với cái phần này khá là hay và tiện lợi. Đó, con đẩy em tắt ở này các bác này. Đó. À, và cái đặc biệt ở đây thì với cái bản Pro 12 này, theo thông tin nhà sản xuất đã công bố thì để xử lý cái chế độ chống nhiễu các bác nhé, chống nhiễu ở thiết bị không bị sôi bị ù. Với những cái bản mà trước đây bên em có thử làm với những dòng DBX này, đó cái dòng bản tầm khoảng 1,2 triệu thì thường các bác sử dụng cắm đủ các cái cổng điện này vào này thì sẽ có hiện tượng sôi ở cái đầu này các bác nhé, sôi ở cái đầu này. Và có những chiếc thì nó sẽ nhiễu lên cái thiết bị của các bác, khi các bác không mở thì nó cũng bị ù rè ở loa. Đó là do nguồn điện nó bị nhiễu các bác nhé. Còn với cái bản Pro 12 này thì nhà sản xuất đã làm rất là tốt, là khử những cái vấn đề về nguồn điện nhiễu đó, để cho các bác dùng cái bộ dàn của mình nó hay hơn. Nhất là các bác nào mà bộ dàn nghe nhạc ấy, càng phải có những cái bộ này để xử lý. Và tiếp theo thì những cái phần nút này làm rất là mềm các bác nhé, làm rất là mềm. Đấy, rất là mềm mại. Đó. Và ấn cũng rất là nhạy. Đó. Đó các bác ạ. Đó. Các bác có thể khởi động trực tiếp ở đây này. Ấn như vậy chờ một tí. Đó. Chứ nó không phải nhanh như kiểu hệ cơ nhé các bác nhé. Cơ các bác làm phát là có thể ví dụ như là có vấn đề là nó sẽ bị luôn, nhưng mà đây nó sẽ xử lý từ từ lên một. Đó, các bác tắt này. Nháy 3 lần bắt đầu nó mới tắt từ từ, hiển thị số vôn. Ví dụ như là các khu vực nhé, nhiều nhà các khu vực điện yếu này, các bác nên mua cái này về để nhìn thấy cái nguồn điện của mình. Ví dụ như là buổi tối tầm khoảng 7-8 giờ, thường là những huyện hoặc là những các cái tỉnh mà điện nó còn yếu đấy ạ. Thì các bác nhìn nếu mà nguồn điện tụt dưới 220V thì các bác không nên mở những cái bộ karaoke lên, vì mở điện yếu những cái bộ karaoke có thể chạy được nhưng mà rất là hại. Rất là hại các bác nhé, rất là hại về thiết bị. Nguồn điện nó phải khỏe từ 220 cho đến hơn một tí thì nó chạy nó ổn định hơn các bác nhé. Thì với bản này cũng vẫn là 8 cổng sau, 2 cổng trước các bác nhé. Tất cả những cái cổng bên trong đều mạ vàng hết các bác nhé. Mạ vàng hết. Mạ vàng, mạ đồng hết cho các bác nhé. Rất là chất lượng. Đây là automat, các bác có thể sập trực tiếp rồi. Đó, và bật.
Atomat này bảo vệ khi mà nguồn điện ở trong nó quá tải này, nguồn điện ở trong nhà của các bác hoặc nhà hàng xóm bị chập cháy, Atomat là nhảy đầu tiên. Còn với thiết bị của các bác bị ở trong bộ quản lý nguồn cắm ở trong này ấy, thì nó sẽ nhảy từng kênh một, có nghĩa là dơ le nó sẽ nhảy. Đấy, 8 dơ le sẽ có 8 cổng đó. Và chế độ xử lý nhiễu đó, rất là chất lượng đó các bác ạ. Hoặc là các bác đó bật lên luôn này, hoặc là các bác có thể tắt trực tiếp trên này từng cổng một nhé. Đó 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 là tùy thuộc vào các bác sử dụng, nhưng mà các bác nên sử dụng một bộ quản lý nguồn để xử lý cái bộ âm thanh của mình nó chất lượng hơn. Ok, em cũng xin được kết thúc video. Các bác nào mà có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp với bên em qua số điện thoại 0977 434 361 các bác nhé. Vâng, hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.